Lễ cúng miếu bà ngày 15-16 tháng 2 âm lịch. Chào cả nhà đang xem màn ảnh nhọn của kênh Nhân Trần TV. Chúc cả nhà học ngày mới tràn đầy niềm vui, mọi việc đều thành công tốt đẹp. Thì hiện tại thì quý vị cũng thấy Nhân đang đứng trước cái ngôi chùa Đức Quang Tự. Thì ở đây thì đang diễn ra một cái lễ quý vị ha, lễ cúng miếu bà ngày 15-16 tháng 2 âm lịch. Thì ở đây có một cái lễ cúng bà rất là lớn quý vị, hàng năm vào ngày 15-16 âm lịch đó. Thì tức là ngày mai quý vị, thì hiện tại thì trong miếu, trong chùa thì người ta đang dựng rạp quý vị, rất là lớn nha. Các tỉnh thì cũng có về đây để cúng bà. Thì cái miếu bà quý vị cũng đã biết thôi, hôm qua Nhân có đến xin cho quý vị cái lọc cái tài ha. Thì bà cũng linh thiêng quý vị, cũng ban cho mình ha một cặp đó. Thì miền Nam thì mình có kết quả rồi, thì miền Bắc Nhân chưa có biết quý vị. Nay Nhân đến để trả lễ quý vị ha. Bây giờ hiện tại thì Nhân đang đứng trước cửa đó, quý vị thấy rất là đông. Buổi chiều quý vị ngày mai quay thì ngày mai quý vị ở đây rất là vui nha. Có múa lăng, múa rồng gì, múa cụng gì tùm lum hết, rồi múa quạt nữa quý vị. Một cái lễ rất là lớn vào hàng năm ha, tháng 2 âm lịch đó. Thì hiện tại ở đây Nhân đang đứng là tại huyện Châu Thành thuộc tỉnh An Giang. Rồi thì hôm nay Nhân quay trở lại cái miếu bà để mà trả lễ cái lộc ha. Còn cái lọc nhỏ bà cho cũng được con 21 và con 82 quý vị đó, về một cặp luôn đúng không. Còn về giao lưu giao heo hôm nay thì nói chung thì mình cũng ăn luôn ha, mình cũng ăn được ăn luôn đó. Rồi miền Bắc thì Nhân cũng chưa có biết, thì thôi giao lưu giao heo hay là trên kênh gì ở đâu, ai có lọc có tài thì Nhân mừng cho người đó quý vị. Thì cái động lực lớn nhất của Nhân ha, thì được tất cả quý vị thương mến Nhân ha. Ai đang xem video mỗi người cho Nhân xin một like. Ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh để cập nhật những video Nhân đăng lên hàng ngày. Kênh của Nhân xem hoàn toàn miễn phí quý vị. Không khí buổi chiều quý vị ở dưới quê ha, vui lắm quý vị. Rồi thì bây giờ mình tiến vô trong cái con miếu quý vị ơi ha. Rồi Nhân sẽ làm cái lễ, Nhân sẽ xin lại cho quý vị cái lọc cái tài là ngày mai, tức là ngày 17 tháng 3 năm 2022 ha. Đó để quý vị tham khảo. Hôm qua Nhân có nói rồi, bà rất là linh thiêng quý vị đó. Tài lộc hôm nay thì quý vị cũng đã biết, ai có lộc có tài nhưng mừng cho người đó ha quý vị. Rồi bây giờ mình tiến vô miếng bà quý vị đó. Thì miếng bà bữa nay rất là vui nha quý vị, thì tại vì lễ mà đúng không, thì bữa nay ngày mai mới đông quý vị, ngày mai đông nữa nha. Đó đây mình thấy không, rất là đẹp. Rồi giờ mình tiến vô cúng quý vị ơi. Rồi quý vị thấy xung quanh đúng không, ở đây có những cái ngôi nhà quý vị, cái này ngôi nhà, cái tháp rất là nhiều đúng không. Nóng nhà Mâm vàng đó, mâm vàng quý vị đó, quay xung quanh bên đây, bên này quá rực rỡ luôn quý vị. Rồi thì Nhân cũng tranh thủ quý vị ơi, tại vì chiều tối à, không bây giờ cái này Nhân chắc lên thêm luôn ha. Đó thì cái cây này hôm qua Nhân cúng rồi quý vị, Nhân để lại chờ chắc lên luôn ha. Con đó
Chắc cái này là mình phải qua cái có cái quá trình quý vị hả, chứ không phải là giờ hết nha, có quá trình mới được đó, thấy chưa? Đây, đây là mâm củ quả của Văn ha, phải chặt lên. Bây giờ nhanh nha. Nếu mình cái gì? Nhà nước không cho ông ơi. Thì tại là con đây bà cho anh chị rồi cũng à. Em xin phép làm cái lễ quý vị. Thì hiện tại thì trong miếu thì khá là đông người ha, nhà cũng tranh thủ làm cái lễ để mà xin lại cho quý vị cái lọc cái bàn. Thì nhân nhẫn hát xong nha quý vị đó, thì ngôi miếu này rất là linh thiêng quý vị cũng tập trung tại ngôi miếu này mai ha, để coi bà ban cho mình cái lọc cái tài gì. Nếu cái lọc cái tài mai đến trả lễ quý vị thì mai đến chắc là thôi ngạc luôn quý vị, vui lắm. Thì sư mới ra vừa nói với nhau thì mai rất là vui đó, thì ngày mai để nhân quay cho quý vị xem ha. Rồi còn bây giờ thì nhân xin làm cái lễ để mà trả lễ ha, cái lọc hôm nay xin lại cho quý vị. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con kính lạy và chú xứ thánh mẫu cai quản tại đất này cùng các vị xuất thành thủ hành vô linh và chiến sĩ trận chung nơi đây. Tiễn nam tín chủ con xin nam một đường xa xa xôi đến đất này để cầu tài cầu lộc. Hôm qua con có đến đây xin được cái lộc cái tài, con được như ước nguyện. Cầu xin bà giám hộ độ trì ban cho con lại cái lộc cái tài vào ngày mai. Tức là ngày 17 tháng 3 năm 2022 nhân ngày 15 tháng 2 âm lịch năm nhâm dần. Nay con thành tâm thành kính cầu xin bà gia hộ độ trì để dập dân lên gần trái cây tươi nước có cái chi con bà nhận dùng cho con. Kính thỉnh bà gia hộ độ trì cảm ứng chứng minh cho cái lòng thành kính của con, cầu tài được tài, cầu lộc được lộc, cầu chi cạnh đó giúp người giúp đời bớt đi cái khổ đau trong cuộc sống. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi, bây giờ mình tiến trước cái gì? Nhân vừa mới làm xong cái lễ quý vị khá là mệt đó. Thì quý vị nhìn thấy hôm nay quý bà các bà trang nghiêm thấy không? Đây là những băng vàng quý vị người dân ở đây mới vừa nói nhân biết đó. Rồi thì lễ thì nhân đã làm xong rồi ha. Thì nhân cũng xin cầu xin lại cái lọc cái tài trên thể xanh này ha, quý bà để quý vị tham khảo về ngày mai, ngày thì có miền Nam thì có miền Bắc không quý vị đó. Rồi rồi thì lập bà chúa xứ thánh mẫu ở tại ngôi miếu bà hôm nay ở trên thể sâm. Con 51 quý vị, con 51 nha. Đó, rồi con 51 này nhân xin cho ngày mai là ngày thì có miền Nam, đêm thì có miền Bắc. Quý vị có thể lấy con 51 này đi cho hai miền Nam Bắc ngày mai ha quý vị. Rồi thì nhân chỉ xin được có một cây thôi, hôm nay bà cho một cây quý vị. Thì quý vị cứ tham khảo ha. Đó, rồi thì bây giờ nhân xin ha. Mô A Di Đà Phật, cầu xin bà gia hộ độ trì, ban phước con lập quan tài, ban cho con tự lập cái tài trên ngày sâm này ha, cho ngày mai. Đúng ngày đúng tháng đúng năm con quay trở đây trả lời bà
quý sinh vàng cảm ứng chứng minh cho lòng thành kính con đường xa xa xôi đến đây để xin lập sinh tài giúp người giúp đời. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi thì bây giờ nhân cũng đã xin vào quý vị ha, quý vị tham khảo bộ số này thì có 15 ha, bộ lộn con 51 quý vị thì con 51 với 15 ha, thì một cặp đó quý vị số tâm linh mà nhân nói rất là nhiều lần đó, mình có thể tham khảo nhỏ nhẹ số đảo lại quý vị. Nhiều khi số mà không biết được và giống như những dòng linh người ta cũng có thể sập lộn quý vị đó. Rồi xong cái cung này ha, thì tối nay nhân trở lại đi cùng miếu chiến sĩ nằm cặp bờ sông đó quý vị đó, để xin cho quý vị cái lọc cái tài đó ở trên cái kênh Tâm Linh TV. Và tối nay vào lúc 12 giờ 1 giờ mấy nữa nhân sẽ đi thêm một cung nữa ha, đó sẽ xin để mà cho một số anh chị trên Zalo ha, vào các bạn với nhân. Thì số trên Zalo quý vị, trên kênh quý vị, nhân cũng làm bằng cái tâm, nhân không có xin gì của ai. Nhân chỉ xin quý vị một like để cho cái kênh của nhân nó phát triển. Ai biết chia sẻ lên group Zalo gì đó, chia sẻ lên cho bạn bè mình xem. Tài lộc tâm linh nhân làm hết cái tâm của mình, cũng cầu xin những cái đây nhân đi cũng như ở đây và cảm ứng chứng minh cho lòng thành của nhân, ban phước ban lộc ban tài cho tất cả quý vị trên kênh của nhân ha. Ai cũng có lộc có tài, quý vị có thể xem tham khảo giải trí cho vui sau những giờ làm việc mệt mỏi. Nhân không có bắt buộc ai quý vị, ai muốn xem thì xem, còn không thích xem quý vị lướt nhẹ qua quý vị, không mất mát gì hết ha. Còn bây giờ thì nhân cũng xin chào và hẹn gặp quý vị ở những video sau.